Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu do Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn Đặc công 113, binh chủng Đặc công. Tại đây, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đã trực tiếp ra tình huống báo động chuyển trạng thái đột xuất với đội chống khủng bố 12, thực hiện nghiêm các chỉ thị của trên về công tác sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị đã hoàn thành tốt yêu cầu đề ra, bảo đảm về quân số, vật chất vũ khí, trang bị. Cán bộ chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu Lữ đoàn 113 cần tiếp tục duy trì nghiêm chế độ canh trực, luyện tập thành thục các phương án, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu. Quán triệt nghiêm kỷ luật điều lệnh quân đội, quản lý chặt chẽ quân số, tình trạng vũ khí trang bị, vật chất, hậu cần, kỹ thuật cho mọi nhiệm vụ, tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, nắm tình hình địa bàn, xử lý hiệu quả kịp thời mọi tình huống xảy ra. Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng nhấn mạnh, Bộ đội Đặc công là lực lượng làm nhiệm vụ trong môi trường gian khổ đặc biệt. Vì vậy, cấp ủy chỉ huy đơn vị cần có sự quan tâm chăm lo đặc biệt để bộ đội an tâm tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong thời điểm thực hiện nhiệm vụ canh trực dịp Tết, phải xa gia đình, người thân. Đồng thời đảm bảo đầy đủ chế độ tiêu chuẩn cho bộ đội xuất ngũ và tổ chức cho cán bộ chiến sĩ vui xuân đón Tết, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn.